Chúng ta cùng học bài 29 cộng 5. Chín gồm có hai chục và chín đơn vị. Như vậy đây có hai chục, hai bó quy tính là hai chục, và chín đơn vị là chín quy tính rồi, cộng với năm, năm quy tính nữa. Ta nhận thấy là 9 quy tính cộng thêm 1 quy tính thì đấy được là 10 quy tính đúng không? Như vậy ta sẽ tách 5 quy tính này ra thành 4 và 1. 5 bằng 4 cộng 1, và ta sẽ cộng 1 quy tính lên trên 9 quy tính này để được 10 quy tính. Như vậy là ta sẽ còn 4 quy tính rời nữa. Vậy 2 chục quy tính cộng thêm 1 chục quy tính nghĩa là 3 chục quy tính. 3 chục quy tính cộng thêm 4 quy tính nghĩa là 34 quy tính. Vậy 29 quy tính cộng 5 quy tính bằng 34 quy tính. Để ta thực hiện. Đặt tính. 29 cộng 5. 5 viết thẳng cột 19 vì nó là đều là hàng đơn vị. 9 cộng 5 bằng 14 viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3 viết 3. Như vậy 29 cộng 5 bằng 34. Bài 1 tính. 5 cộng 9 bằng 14 viết 4 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6 viết 6. 9 cộng 2 bằng 11 viết 1 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8 viết 8. 9 cộng 3 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. 9 cộng 8 bằng 17 viết 7 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2 viết 2. 9 cộng 4 bằng 13 viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3 viết 3. 9 cộng 1 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8 viết 8. 9 cộng 6 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 9 8 thêm 1 bằng 9 viết 9. 9 cộng 3 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. 9 cộng 9 bằng 18 viết 8 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3 viết 3. 9 cộng 7 bằng 16 viết 6 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. Bài 2 đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là. Các số hạng lần lượt là 59 và 6. Muốn tính tổng tôi lấy các số hạng cộng với nhau. Lấy 59 cộng 6, kết quả đây. 19 cộng 7. 69 cộng 8.